Bài trình bày hôm nay của tôi hôm nay thì gồm có 4 phần. Phần thứ nhất là thế nào là phì đại mô mỡ dưới da. Phần thứ hai đó là nguyên nhân các triệu chứng lâm sàng của phì đại mô mỡ dưới da. Phần thứ ba là tác động của phì đại mô mỡ dưới da trên vấn đề kiểm soát đường huyết ở bệnh nhân đái tháo đường có tiêm insulin. Và phần cuối cùng là cách phát hiện và phòng ngừa biến chứng phì đại mô mỡ dưới da. Trước hết thì phì đại mô mỡ dưới da thì tên tiếng Anh đó là lipohypertrophy, đó là các tổ chức mô mỡ dưới da phì đại tại vùng tiêm insulin do sự phát triển tăng sinh của các mô mỡ dưới da dẫn đến hình thành khối mỡ và đôi khi là cả mô sẹo tại vùng tiêm insulin hàng ngày. Thì bên trên slide thì chúng ta có thể nhìn thấy hình ảnh thì mô mỡ dưới da ở vùng bụng của bệnh nhân, và việc phát hiện thì vùng phì đại mô mỡ dưới da này có thể quan sát bằng mắt thường hoặc là chúng ta sẽ sờ nắn kiểm tra bằng vị trí tiêm. Và lưu ý là phì đại mô mỡ dưới da được nhấn mạnh đó là không phải là tổn thương ác tính và không có tính chất phát triển giống khối u. Và phì đại mô mỡ dưới da là biến chứng rất thường gặp của tiêm insulin, và theo các thống kê của các nghiên cứu thì đến 31% những bệnh nhân mà tiêm insulin ở trên lâm sàng thì phát hiện có phì đại mô mỡ dưới da. Và vị trí thì tiêm insulin thì phát hiện phì đại mô mỡ dưới da nhiều nhất đó là vùng bụng với chiếm tỷ lệ là 21,1%, tiếp theo là vùng cánh tay với tỷ lệ là 13,4%, sau đó là vùng đùi là 11,2% và vùng mông là chiếm tỷ lệ thấp nhất là 2,8%. Vậy nguyên nhân dẫn đến phì đại mô mỡ dưới da, về các nguyên nhân chính xác thì chưa được biết rõ, nhưng mà người ta có thể, các nhà chuyên gia đã đưa ra một số các giả định thì nguyên nhân như sau. Thứ nhất thì đó là có thể do bản chất insulin, đó là một yếu tố thúc đẩy tăng trưởng mô mỡ dưới da, thì phụ thuộc vào thời gian tiêm insulin của bệnh nhân kéo dài, số mũi tiêm insulin nhiều lần trong ngày, đặc biệt là những bệnh nhân đái tháo đường type 1. Về nhóm nguyên nhân thứ hai đó là nhóm nguyên nhân liên quan đến các cái yếu tố liên quan đến kỹ thuật tiêm, bao gồm có bệnh nhân không thay đổi vị trí tiêm insulin, bệnh nhân tái sử dụng kim tiêm insulin nhiều lần, bệnh nhân có nguy cơ thì phì đại mô mỡ thì sẽ tăng lên, những bệnh nhân sử dụng CGM tức là máy theo dõi đường máu liên tục hoặc là pump insulin mà bệnh nhân không thay đổi vị trí tiêm. Và các kỹ thuật tiêm insulin không chính xác lại góp phần tạo nên phì đại mô mỡ dưới da, và có 3 yếu tố nguy cơ độc lập liên quan đến việc hình thành thì mô mỡ dưới da, bao gồm có thứ nhất đó là bệnh nhân tái sử dụng kim bút tiêm, thứ hai là bệnh nhân không thay đổi vị trí tiêm, và thứ ba đó là thời gian dùng insulin của bệnh nhân kéo dài. Và các triệu chứng lâm sàng của phì đại mô mỡ dưới da là bao gồm những gì? Thứ nhất là chúng ta có thể quan sát thì phát hiện phì đại mô mỡ dưới da thì quan sát bằng cách quan sát hoặc là sờ nắn tại vùng tiêm insulin của bệnh nhân, thì chúng ta có thể thấy rằng vùng tiêm insulin của bệnh nhân sẽ biến dạng nhô cao hơn các vùng da lành ở vùng bên cạnh, kích thước thì thay đổi. Sờ nắn vào vùng này chúng ta cảm thấy là độ săn chắc hơn các vùng da thì lành ở bên cạnh và bệnh nhân không đau. Và khi mà các vùng phì đại mô mỡ này bị nhiễm trùng thì chúng ta sẽ thấy những cái đặc điểm như là vùng này có thể bị tấy đỏ, sờ vào thì cảm thấy nóng, bệnh nhân thì ngứa, mà bệnh nhân có thể chảy máu và bầm tím bất thường tại vùng này khi bệnh nhân tiêm insulin. Và trên slide này chúng ta có thể nhìn thấy hình ảnh thì của phì đại mô mỡ dưới da trên siêu âm. Và trên slide đầu tiên chúng ta trên hình ảnh đầu tiên chúng ta thấy là ở mô dưới da bình thường thì bao gồm có 3 lớp, lớp trên cùng thì là lớp da đấy ạ. Lớp thứ hai sau lớp da sẽ là lớp mô mỡ bình thường, và lớp thứ ba đó là lớp cơ. Còn ở bên dưới là hình ảnh của một cái mô mỡ dưới da bị phì đại. Ta thấy vùng mô mỡ dưới da thì dày hơn so với bình thường và có thể có những rải sơ xen kẽ. Và một đáng lý ra trên lâm sàng, nếu mà bệnh nhân bị phì đại mô mỡ dưới da thì bệnh nhân sẽ không tiếp tục tiêm vào vùng phì đại mô mỡ đấy nữa. Nhưng mà trên thực tế lâm sàng và thống kê thì người ta thấy rằng có đến 44% bệnh nhân tiêm insulin vẫn tiếp tục tiêm insulin vào vùng mô mỡ dưới da bị phì đại. Và các lý do được bệnh nhân đưa ra để giải thích cho việc tiếp tục vẫn tiêm vào vùng mô mỡ dưới da bị phì đại đó là: một là do thói quen của bệnh nhân, thứ hai là tiêm vào vùng mô mỡ dưới da thì bệnh nhân cảm thấy ít đau hơn so với vùng khác, bệnh nhân cảm thấy tiện lợi, và một số bệnh nhân lại trả lời là không biết tại sao lại tôi lại thích tiêm vào vùng đấy. Và khi mà chúng ta tiêm insulin vào vùng mô mỡ dưới da bị phì đại như vậy, nó sẽ dẫn đến một số các hậu quả. Dẫn tới khi mà tiêm insulin vùng mô mỡ dưới da dẫn đến làm cản trở sự hấp thu của insulin, khiến cho nồng độ insulin thì trong huyết thanh của bệnh nhân sẽ thấp hơn so với khi mà tiêm vào vùng mô mỡ dưới da bình thường. Điều này sẽ dẫn tới việc kiểm soát đường huyết của bệnh nhân kém, làm tăng nguy cơ nhiễm trùng tại vùng tiêm insulin và có thể ảnh hưởng đến thẩm mỹ, làm ảnh hưởng đến tâm lý của bệnh nhân.
Và khi mà tiêm insulin vào vùng mô mỡ dưới da bị phì đại thì sẽ dẫn tới cản trở sự hấp thu insulin của bệnh nhân bị thất thường, có thể gây ra những tình trạng như tăng đường huyết, tình trạng hạ đường huyết không giải thích được và tăng sự dao động đường huyết của bệnh nhân. Và khi mà bệnh nhân thì chuyển từ vùng tiêm insulin bị phì đại sang vùng tiêm insulin ở vùng mô mỡ bình thường sang vùng mô mỡ bình thường thì bệnh nhân sẽ có nguy cơ cao bị hạ đường huyết thì nếu bệnh nhân không giảm liều insulin. Và khi mà tiêm insulin vào vùng mô mỡ dưới da bị phì đại, nó đã tác động tiêu cực đến việc kiểm soát đường huyết. Và hầu hết các chuyên gia đái tháo đường cho rằng có sự khác biệt thì HB1C lên tới 0,5% giữa những bệnh nhân thì tiêm insulin vào vùng mô mỡ dưới da bị phì đại và những người tiêm insulin vào vùng mô mỡ bình thường. Và khi mà tiêm vào vùng mô mỡ dưới da bị phì đại thì nó sẽ làm tăng tần suất hạ đường huyết của bệnh nhân không giải thích được và tăng sự dao động đường máu. Và khi mà tiêm insulin vào vùng mô mỡ dưới da bị phì đại cũng sẽ làm tăng cái liều insulin của bệnh nhân phải sử dụng, và trung bình thì là 10,1 đơn vị một ngày. Và khi mà tiêm insulin vào vùng mô mỡ dưới da bị phì đại sẽ khiến cho insulin được hấp thu không đầy đủ, dẫn tới thì bệnh nhân sẽ làm tăng nguy cơ nhiễm toan ceton, đặc biệt ở trên những bệnh nhân đái tháo đường type 1. Và trên slide này chúng ta có thể nhìn thấy là tiêm insulin minh chứng cho việc là tiêm insulin vào vùng thì phì đại mô mỡ dưới da làm giảm sự hấp thu insulin. Thì trên slide này ta nhìn thấy một cái đường màu xanh, đó là nồng độ insulin huyết thanh khi mà bệnh nhân tiêm vào mô mỡ dưới da bình thường, và đường màu đỏ đó là nồng độ insulin huyết thanh khi mà bệnh nhân tiêm insulin vào vùng mô mỡ dưới da bị phì đại. Thì ta thấy rằng là nồng độ insulin thì huyết thanh khi mà tiêm vào vùng insulin bị phì đại thì thấp hơn rất nhiều so với bệnh nhân thì tiêm vào vùng insulin bình thường, và thấp hơn có thể lên tới 21% và làm tăng sự dao động đường máu lên gấp 4 đến 5 lần so với bình thường. Và chính vì vậy mà sự hấp thu insulin thất thường như vậy dẫn tới đường máu trung bình của bệnh nhân khi tiêm insulin vào vùng mô mỡ dưới da phì đại tăng hơn rất nhiều so với bệnh nhân tiêm vào vùng mô mỡ dưới da bình thường. 70% những bệnh nhân tiêm insulin vào vùng mô mỡ dưới da bị phì đại thì có tăng đường máu sau ăn, sau 2 đến 5 giờ sau ăn. Và đã có rất nhiều các nghiên cứu đã được thực hiện để tìm hiểu thì mối tương quan và các yếu tố nguy cơ của việc việc phì đại mô mỡ dưới da trên những bệnh nhân đái tháo đường có tiêm insulin. Và một nghiên cứu thì khá là tiêu biểu của tác giả Blanco và cộng sự được đăng trên tạp chí Đái tháo đường và Chuyển hóa năm 2013 thì đã được minh chứng cho điều này. Thiết kế nghiên cứu lần này được dùng để đánh giá mối tương quan giữa sự xuất hiện của phì đại mô mỡ dưới da và số lần tiêm insulin hàng ngày, sự thay đổi vị trí tiêm insulin. Kỹ thuật tiêm insulin đúng trong nghiên cứu này thì được định nghĩa đó là việc thay đổi vị trí tiêm là sao cho đảm bảo khoảng cách giữa các mũi tiêm insulin là 1 cm. Mối tương quan giữa sự xuất hiện của phì đại mô mỡ dưới da và chiều dài kim tiêm, việc tái sử dụng kim tiêm, thời gian sử dụng insulin và các biến cố của việc phì đại mô mỡ dưới da thì tác động tiêu cực đến đường huyết như là hạ đường huyết thường xuyên, được định nghĩa trong nghiên cứu này đó là xuất hiện một hoặc nhiều các triệu chứng hạ đường huyết và nồng độ đường huyết của bệnh nhân thấp là dưới 60 mg/dL, tương đương với 3,3 mmol/L, và tần suất xuất hiện các cơn hạ đường huyết thì ít nhất là một lần một tuần, và sự dao động đường huyết là đường máu thì dao động trong khoảng từ 60 đến 250 mg/dL, tương đương với khoảng 3,3 đến 13,8 mmol/L, và tồn tại ít nhất trong vòng 6 tháng. Và đây là một nghiên cứu đa trung tâm được tiến hành trên những bệnh nhân đái tháo đường Tây Ban Nha có sử dụng insulin để kiểm soát đường huyết. Và số bệnh nhân trong một nghiên cứu này là 430 bệnh nhân. Bệnh nhân được trả lời các bảng câu hỏi liên quan đến kỹ thuật tiêm, điều dưỡng sẽ quan sát kỹ thuật tiêm của bệnh nhân và bệnh nhân sẽ được sàng lọc phát hiện phì đại mô mỡ dưới da. Và có 78 trường hợp bệnh nhân đã được ghi nhận là có phì đại mô mỡ dưới da được chẩn đoán xác định bằng siêu âm. Và các kết quả chính trong nghiên cứu thì là tuổi trung bình của bệnh nhân trong nghiên cứu đó là 40, nam giới chiếm tỷ lệ nhiều nhất là chiếm hơn 50%, đa số các bệnh nhân điều trị ngoại trú, bệnh nhân đái tháo đường type 2 chiếm tỷ lệ 59%, và số lần tiêm insulin trung bình hàng ngày của các bệnh nhân đó là 3, trong đó bệnh nhân đái tháo đường type 1 đó là 4 mũi và đái tháo đường type 2 là 2 mũi. Các bệnh nhân trong nghiên cứu là đa phần là sử dụng bút tiêm insulin chiếm tỷ lệ 90% và chiều dài của kim tiêm đó là 8 mm, và tỷ lệ phì đại mô mỡ dưới da trong nghiên cứu này là 64,6%, bệnh nhân đái tháo đường type 1 đó là 76,3% và đái tháo đường type 2 là 56,1%. Và nghiên cứu này cũng chỉ ra rằng những bệnh nhân có hay không có phì đại mô mỡ dưới da thì không có sự khác biệt về giới, không có sự khác biệt thì về giới tính, không có sự khác biệt về chiều dài kim tiêm, về các loại insulin mà bệnh nhân sử dụng hoặc là sử dụng các cái thuốc sát khuẩn da, các cái chất sát khuẩn da bằng các dung dịch sát khuẩn.
Nhưng tuy nhiên thì phì đại mô mỡ dưới da lại có liên quan, khá là tương quan với việc thay đổi vị trí tiêm. Trong nghiên cứu này thì có 67% thì bệnh nhân thì là có thay đổi vị trí tiêm, nhưng thực tế quan sát trên lâm sàng thì chỉ có trong số 67% thay đổi vị trí tiêm này chỉ có 23% là bệnh nhân tiêm đúng thôi, còn lại thì là bệnh nhân thì tiêm không đúng hoặc là không quan sát được. Và trong số những bệnh nhân tiêm đúng này thì chỉ có 6% bệnh nhân bị phì đại mô mỡ dưới da. Và trong số những cái bệnh nhân mà có phì đại mô mỡ dưới da thì người ta thấy rằng là có đến 98% bệnh nhân đó là không thay đổi vị trí tiêm. Và việc tái sử dụng kim tiêm cũng liên quan thì giờ khá là mật thiết thì với việc thì phì đại mô mỡ dưới da, mà người ta thấy rằng thì những đa phần trong nhóm có phì đại mô mỡ dưới da thì có đến 61% là bệnh nhân thì là tái sử dụng kim tiêm, và có những bệnh nhân mà tái sử dụng kim tiêm đến 6 đến 10 lần các phì đại mô mỡ dưới da đã tác động tiêu cực đến việc kiểm soát đường huyết của bệnh nhân. Thì các thông số lâm sàng đưa ra thì trong nhóm thì có phì đại mô mỡ dưới da thì có đến 39,1% là bệnh nhân có hạ đường huyết không giải thích được. Và trong nhóm mà không có phì đại mô mỡ dưới da thì tỷ lệ hạ đường huyết này chỉ có chiếm tỷ lệ là 5,9%, và sự khác biệt có ý nghĩa thống kê với B bằng 0,03. Và cũng phì đại mô mỡ dưới da cũng tác động đến làm tăng sự dao động đường huyết. Có đến trong nhóm có phì đại mô mỡ dưới da thì có đến 49,1% thì bệnh nhân có dao động đường huyết, và tỷ lệ này chỉ là 6,5% trong nhóm thì không có phì đại mô mỡ dưới da. Và khi mà phì đại mô mỡ dưới da như này thì nó ảnh hưởng rất nhiều lớn đến các chi phí điều trị. Và trong nghiên cứu này thì người ta thấy rằng là liều insulin cần bổ sung cho một bệnh nhân mà đái tháo đường tiêm insulin đó là 15 đơn vị một ngày ở những bệnh nhân có phì đại mô mỡ dưới da, và đã ước tính đã làm tăng lên chi phí điều trị thì đã lên 122 triệu thì euro một năm khi mà bệnh nhân có đái tháo đường mà có phì đại mô mỡ dưới da. Còn ở Việt Nam thì sao? Nếu mà một bệnh nhân đái tháo đường của chúng ta mà có phì đại mô mỡ dưới da, nếu mà liều tiêm insulin bệnh nhân phải tăng lên là 15 đơn vị một ngày thì một tháng thì bệnh nhân của chúng ta thì phải tăng thêm khoảng tầm nửa lọ insulin trong vòng một tháng, và một năm thì ước tính là bệnh nhân có thể mất tới 1 triệu cho đến 2 triệu tiền insulin. Và nếu mà nhân với cái con số bệnh nhân đái tháo đường thì ước Nam đó là 3,5 triệu người thì được đưa ra một chi phí điều trị thì vô cùng to lớn đối với những bệnh nhân mà có phì đại mô mỡ. Vậy như vậy thì nghiên cứu này đã đưa ra thì chỉ ra một số các điểm liên quan giữa phì đại mô mỡ với việc thì phì đại mô mỡ đã làm tăng lên ở những bệnh nhân tiêm insulin thường xuyên, ở những bệnh nhân mà tái sử dụng kim tiêm thì là làm tăng lên tỷ lệ phì đại mô mỡ, và phì đại mô mỡ cũng làm tăng cái liều insulin hàng ngày, và khi mà bệnh nhân thay đổi vị trí tiêm chính xác thì có tác dụng làm giảm phì đại mô mỡ, và phì đại mô mỡ sẽ làm tăng lên các cái biến cố như hạ đường huyết thì không lý giải được và tăng lên sự dao động đường huyết. Và điểm mạnh của nghiên cứu của tác giả Lanco đã đưa ra đó là sử dụng siêu âm để chẩn đoán phì đại mô mỡ, và đã sử dụng một cái team chỉ chuyên siêu âm thì để thống nhất các phương pháp đánh giá. Tuy nhiên thì nghiên cứu này có những điểm yếu, đó là siêu âm thì không được thực hiện trên tất cả 430 bệnh nhân, và nghiên cứu này không định lượng HbA1c. Nghiên cứu đã đưa ra được ba cái luận điểm chính mà đã giúp ích rất nhiều cho chúng ta trên lâm sàng, đó là đưa ra mối liên quan của việc phì đại mô mỡ đến việc thay đổi vị trí tiêm và tái sử dụng kim tiêm, và những biến cố của phì đại mô mỡ thì ảnh hưởng tiêu cực đến đường huyết như là hạ đường huyết không giải thích được, và sự dao động đường huyết đã ảnh hưởng xấu đến kiểm soát đường huyết của bệnh nhân, làm đường máu của bệnh nhân dưới mức tối ưu, và việc thay đổi chính xác vị trí tiêm và không tái sử dụng kim tiêm có thể giúp ngăn ngừa và điều trị thì phì đại mô mỡ và giảm chi phí chăm sóc y tế. Và các khuyến cáo để phòng ngừa phì đại mô mỡ dưới da là thế nào? Thứ nhất là theo khuyến cáo của Mayo Clinic đã nhấn mạnh vai trò của việc thì
sử dụng kim tiêm là một lần, và do có sự mối liên quan giữa việc thì tái sử dụng kim tiêm và sự xuất hiện của phì đại mô mỡ dưới da, nên bệnh nhân khi tiêm insulin cần phải biết về vấn đề này để việc tránh về được giải thích về việc là không tái sử dụng kim tiêm, giải thích các vị trí nếu mà tái sử dụng kim tiêm có thể dẫn đến đau, có thể chảy máu và nhiễm trùng tại vị trí tiêm. Và khuyến cáo cũng được nhấn mạnh là không tái sử dụng kim tiêm, và kim bút tiêm và kim tiêm chỉ được sử dụng một lần và không còn vô trùng sau khi sử dụng. Nhưng tuy nhiên thì tỷ lệ tái sử dụng kim tiêm đó là khá phổ biến ở những bệnh nhân tiêm insulin. Cứ hai bệnh nhân thì đái tháo đường mà tiêm insulin thì lại có một bệnh nhân tái sử dụng kim tiêm, và kim bút tiêm lại được sử dụng nhiều hơn, được tái sử dụng nhiều hơn so với bơm tiêm insulin. Và hầu hết những bệnh nhân đái tháo đường lại tái sử dụng kim tiêm đến 3 đến 5 lần, chiếm tỷ lệ cao nhất trong nghiên cứu này là 39,7%, và có những bệnh nhân mà tái sử dụng kim tiêm đến hơn 10 lần. Và khi mà tái sử dụng kim tiêm như vậy thì đã làm tăng nguy cơ. Và khi mà bệnh nhân thì phì đại mô mỡ dưới da mà có tái sử dụng kim tiêm thì đã làm tăng lên nguy cơ phì đại mô mỡ dưới da. Nếu mà bệnh nhân thì tái sử dụng kim tiêm 2 lần đã làm tăng nguy cơ phì đại mô mỡ dưới da lên 54%, tái sử dụng kim tiêm 3 lần đã làm tăng nguy cơ phì đại mô mỡ dưới da lên 76%, và tái sử dụng kim tiêm trên 6 lần đã làm tăng nguy cơ phì đại mô mỡ lên tới 85%. Và cũng khuyến nghị của Mayo Clinic về chẩn đoán và quản lý thì phì đại mô mỡ dưới da, những bệnh nhân thì bệnh nhân mà đã có phì đại mô mỡ dưới da thì không được tiêm và insulin vào vùng phì đại mô mỡ này, và cũng không được tiêm insulin vào những vùng viêm và vùng phù loét hoặc nhiễm trùng, và những bệnh nhân không được tiêm insulin qua quần áo. Và các vị trí tiêm insulin của bệnh nhân thì phải được nhân viên y tế kiểm tra định kỳ ít nhất là 1 năm một lần, hoặc thường xuyên hơn nếu bệnh nhân có phì đại mô mỡ dưới da. Và chúng ta có thể dễ dàng phát hiện được phì đại mô mỡ dưới da của bệnh nhân bằng cách sờ nắn hơn là quan sát. Và chúng ta có thể sử dụng các cái gel bôi trơn để tạo điều kiện thuận lợi trong quá trình thăm khám. Và lý tưởng nhất mà khi thăm khám thì bệnh nhân phì đại mô mỡ thì chúng ta sẽ cho bệnh nhân ở tư thế nằm và bệnh nhân chỉ mặc quần áo lót. Nhưng tuy nhiên thì trong một số trường hợp chúng ta có thể chấp nhận ở tư thế ngồi và bệnh nhân mặc quần áo. Tuy nhiên thì cái phần vùng thăm khám thì cần phải được bộc lộ rõ, và bệnh nhân nên được đào tạo về cách tự kiểm tra vị trí tiêm và cách luân chuyển vị trí tiêm, và hướng dẫn cho cách bệnh nhân cách kỹ thuật tiêm đúng cũng như việc phát hiện và phòng ngừa thì phì đại mô mỡ. Và sau khi được sự chẩn đồng ý của bệnh nhân thì trong quá trình thăm khám chúng ta có thể sử dụng các cái dấu mực để đánh dấu vào phần mô mỡ dưới da bị phì đại, và chúng ta có thể đo lường và chụp ảnh thì tổn thương, và phải hướng dẫn bệnh nhân cách chuyển tiêm insulin từ cái vùng mà bị phì đại mô mỡ sang cái vùng mô lành. Thì khi mà chuyển tiêm insulin từ vùng phì đại mô mỡ sang cái vùng mô lành ấy thì phải hướng dẫn cho bệnh nhân cách thử đường máu thường xuyên hơn, có thể là từ 2 lần một ngày lên tới 4 lần một ngày, và liều tiêm insulin thì khi mà chuyển từ vùng mô phì đại sang vùng mô lành chúng ta nên giảm là khoảng 20% so với liều ban đầu để tránh nguy cơ hạ đường huyết của bệnh nhân. Và sau đây đó là các cái bước thăm khám để giúp chúng ta có thể phát hiện được các biến chứng phì đại mô mỡ dưới da ở trên lâm sàng. Đầu tiên thì đó là bước chuẩn bị trước khi kiểm tra, thì chúng ta sẽ chuẩn bị một cái phòng tiêm insulin hay phòng kiểm tra là phải ấm, và bác sĩ hoặc điều dưỡng sử dụng các cái ánh sáng xiên để khi kiểm tra. Và các bước tiến hành kiểm tra thì bước đầu tiên là chào hỏi, giới thiệu các mục đích thì thăm khám, hỏi các vị trí tiêm insulin hàng ngày của bệnh nhân và phát hiện các dấu hiệu bất thường. Bệnh nhân bước tiếp theo là chúng ta sẽ bộc lộ cái vùng thăm khám của bệnh nhân. Nếu vùng bụng thì bệnh nhân sẽ được nằm ngửa và co hai chân lên và đầu gối nâng cao và khoanh tay trước ngực. Còn đối với vùng mông thì bệnh nhân nằm nghiêng ạ, với đầu gối thì gập ở trước bụng ạ. Và chúng ta sẽ tiến hành kiểm tra thì nhân viên y tế sẽ tiến hành rửa tay thường quy ạ. Sau đó chúng ta có thể bôi gel lên bề mặt cần kiểm tra và dùng các đầu ngón tay để xoa nắn nhẹ nhàng và theo chiều thì từ trên xuống dưới, và có thể xoay tròn để phát hiện ra phì đại mô mỡ. Và khi mà phát hiện ra các biến chứng phì đại mô mỡ rồi, chúng ta có thể dùng mực để đánh dấu vị trí tổn thương trên da và có thể chụp ảnh tổn thương để ghi chép và đo lường. Nhưng tuy nhiên thì tránh sử dụng plat trong lúc chụp ảnh thì có thể lên hình ảnh không chính xác ạ. Và sau khi kiểm tra xong thì chúng ta sẽ hướng dẫn cho bệnh nhân cách có thể tự kiểm tra vị trí tiêm insulin tại nhà. Bệnh nhân nên được khuyến cáo là nếu mà đã có phì đại mô mỡ rồi thì không nên tiêm vào vùng phì đại mô mỡ cho đến lần kiểm tra tiếp theo. Và khi mà chuyển từ vùng tiêm insulin từ vùng phì đại mô mỡ sang vùng tiêm bình thường thì bệnh nhân thì phải thực hiện kiểm tra đường huyết thường xuyên hơn và phải giảm liều insulin để tránh nguy cơ hạ đường huyết.
và các khuyến cáo về các kỹ thuật tiêm insulin thì bệnh nhân thì nên khuyến cáo được sử dụng là kim bút tiêm với các kim bút tiêm có chiều dài là 4 mm hoặc là sử dụng bơm tiêm có chiều dài là 6 mm để giảm thiểu nguy cơ tiêm vào bắp, tránh nguy cơ hạ đường huyết. Và bệnh nhân sẽ được hướng dẫn cách thay đổi vị trí tiêm thì theo sơ đồ, và các cái chương trình mà đào tạo cho bệnh nhân tiêm insulin này nên được diễn ra ít nhất là 1 năm 1 lần. Và bệnh nhân được khuyến cáo là không nên tái sử dụng kim bút tiêm, và vì các cái kim bút tiêm này sẽ không còn vô trùng thì sau khi đã sử dụng. Và về điều trị về mô mỡ dưới da thì không có điều trị đặc hiệu. Phì đại mô mỡ dưới da là do biến chứng của insulin thì bệnh nhân thì có thể biến mất khi mà bệnh nhân thay đổi vị trí tiêm, không tiêm vào vùng mô mỡ bị phì đại nữa mà chuyển sang tiêm vào vùng mô lành, và thời gian phục hồi nó có thể dao động ở từ 2 đến 3 tháng hoặc thậm chí đôi khi cả năm nếu bệnh nhân bị phì đại mô mỡ mức độ nhiều. Và mức độ nếu mà bệnh nhân bị phì đại mô mỡ mức độ nặng hơn thì bệnh nhân có thể phải tư vấn hút mỡ nếu mà nó ảnh hưởng quá nhiều đến thẩm mỹ và tâm lý của người bệnh. Và cảm ơn sự chú ý lắng nghe của anh chị ạ. Bye bye.